Sáng qua, Trường Đại học Đông Á tổ chức Ngày hội Việc làm Thường niên năm 2018 với sự tham gia tuyển dụng trực tiếp của 34 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tại Ngày hội Việc làm, 46 sinh viên các ngành nghề đã được đại diện các doanh nghiệp tập đoàn lớn trong và ngoài nước tiếp nhận, thực tập, hưởng lương và đưa đi làm việc tại Nhật Bản, Singapore. Nâng tổng số sinh viên được các doanh nghiệp nước ngoài tiếp nhận trong năm 2018 lên 186 sinh viên. Được biết, từ năm 2015, Đại học Đông Á đã mở rộng hướng việc làm cho sinh viên ra thị trường quốc tế, thiết lập mối quan hệ sâu rộng với các tập đoàn đa quốc gia. Và đến nay, nhà trường đã nhận được các hợp đồng đặt hàng tuyển dụng hàng năm lên đến 3.038 vị trí việc làm tại các thị trường Nhật Bản, Đức và Singapore. Cũng trong ngày hôm qua, Trường Đại học Đông Á đã tổ chức lễ ra trường, trao bằng tốt nghiệp đại học và cao học cho 1.363 sinh viên đã hoàn thành các khóa học năm 2018. Trong số này có 14 thạc sĩ, 36 sinh viên đạt kết quả xuất sắc, 12 sinh viên đạt thành tích đứng đầu ngành, 523 sinh viên đạt loại giỏi. Đặc biệt, 1.011 sinh viên đã có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Đây là kết quả quá trình nỗ lực của nhà trường, các giảng viên trong việc truyền đạt kiến thức chuyên môn, đồng thời xây dựng văn hóa con người và bồi dưỡng nhân cách cho các sinh viên. Đó cũng là kết quả từ sự cố gắng của các em. Ngoài việc tiếp thu kiến thức ở nhà trường, luôn học hỏi, trang bị thêm kiến thức ngoài xã hội, trao dồi ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc học, giúp các em tự tin hơn, là hành trang vững chãi để các em bước vào đời lập nghiệp